Công ty điện tử Anh Nguyễn, công ty Audio Anh Nguyễn xin trân trọng kính chào đến cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay anh Nguyễn tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác đam mê âm thanh, yêu ca hát và thích tìm hiểu về các dòng vang cơ, lai số và dòng vang số chuyên nghiệp. Thì hôm nay anh Nguyễn tiếp tục nhập được 30 chiếc vang số BOCG X12 có hai bộ màu, màu tím, màu vàng. Màu tím thể hiện sự thủy chung son sắc, màu vàng thể hiện sự đài cát cao sang. Thì đây là những gam màu mà anh Nguyễn thường sử dụng trong dòng BOCG X12. Thì anh Nguyễn cung cấp với ba cái bộ màu khác nhau. Một là màu đen quyền lực, hai là màu tím, ba là màu vàng, màu vàng gold. Thì dòng vang số này anh Nguyễn đã cung cấp trên thị trường rất nhiều. Và anh Nguyễn đã sử dụng nó trong các bộ sự kiện ngoài trời cũng như là trong phòng hát chuyên nghiệp. Thì chiếc vang số này nó có khả năng rất tốt. Nó làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhất là để xử lý giọng ca. Giọng ca bao giờ thanh thoát, cao sáng và ngọt ngào, chống rú rít cao. Đặc biệt là sử dụng những dòng loa chiếc kèn thì cái khả năng chống ú là tuyệt đối. Anh Nguyễn dám cam kết các bác, với loa cách khoảng tầm 1,5 m, anh Nguyễn sẽ cắt ú tuyệt đối. Cộng với những dòng mic xua, mic X2 hoặc là dùng mic cao cấp thì cắt ú tuyệt đối luôn. Thì đó là cái vang số nó sẽ làm được cái nhiệm vụ xử lý giọng ca cực kỳ xuất sắc và tuyệt vời, có thể nói là tinh hoa của thời đại. Và nhiệm vụ thứ hai của chiếc vang số là xử lý cái đường nhạc một cách xuất sắc nhất, chi tiết nhất và rõ ràng nhất. Chưa một thiết bị nào vang cơ trên thị trường Việt Nam mà có thể xử lý cho một chiếc vang số. Chiếc vang số nó có độ thông minh cao. Thì đây em cũng nói các bác này, ví dụ các bác mua cái chiếc vang số về hát lên bộ loa nó không hay, thì chiếc vang số đó là không phải là chiếc vang số không hay, mà chiếc vang số đó là cái người áp vang số là chưa áp, tức là chưa đúng loa. Thứ hai là người làm vang số là chưa có kinh nghiệm mà làm vang số thì nó không hay. Còn vang số không hay thì có thể làm lại. Đấy, bản này không hay thì áp bản khác. Đấy là anh Nguyễn dám cam kết với tất cả các bác, các anh chị trên mọi lèo đường của Tổ quốc Việt Nam thân thương. Chiếc vang số không có lỗi. Quan trọng là người làm vang số chưa được hiểu sâu sắc thì chiếc vang số đó không trở lên là nổi bật. Với anh Nguyễn thì chiếc vang số này, với bản này áp chưa phù hợp với loa các bác, chưa phù hợp với phòng các bác thì có thể làm lại. Thứ hai là khi các bác ghép vang số này với tất cả thiết bị âm thanh thì cái việc cân chỉnh sự phù hợp giữa thiết bị này với thiết bị kia rất quan trọng. Đấy, thì đó là anh Nguyễn tiếp tục cập nhật và giới thiệu các bác. Anh Nguyễn nay về được 30 chiếc vang số mang mã hiệu là BOCG X12 với hai bộ màu khác nhau, một là màu vàng gold, thứ hai là màu tím thủy chung. Và tiếp tục anh Nguyễn này lại cập nhật một phiên bản mới nhất, đó là vang. Vang này mà anh Nguyễn đã giới thiệu và bán rất nhiều rồi là DBX DBS 228 Plus. Thì trước đó người anh trai mình đó là DBX DBS 228 XL, thì có sự khác biệt một chút so với người đàn anh của mình đó là 228 XL. Thì người em trai của mình ra đời đó là 228 Plus, thì có một chút sự thay đổi. Thứ nhất là về thiết kế bộ mạch, thế này đây, toàn bộ hệ thống mạch thì người anh trai người ta sử dụng nguồn rung, còn người em trai thì sử dụng nguồn biến áp. Thì thực ra các bác chú ý này, cái nguồn rung và nguồn biến áp, cái điều đó nó không quan trọng. Nguồn rung hay nguồn biến áp thì cái cuối cùng mà điện áp cần được đưa ra đối với bộ bên này đó là điện áp âm 15V và dương 15V qua hệ thống bóng của áp. Đấy nhá. Cho nên là trước khi mà xử lý nguồn rung hay nguồn biến áp thì đều phải lắn lọc để làm sao biến áp ra một cách sạch nhất, ổn định nhất. Thì nguồn rung có những ưu điểm như sau. Và anh Nguyễn là một người làm trong ngành điện tử lâu năm và chuyên làm phần cứng, thì nguồn rung có ưu điểm, một là nhẹ hơn, thứ hai nghĩa là cái tổn hao điện áp ít hơn. Và thứ hai là cái tiếp một là nguồn rung có ưu điểm là chạy cả điện yếu và điện khỏe, bằng cách nó có mạch dò sai, khi điện áp đã tụt thì sẽ hồi tiếp về một cái xung
để đẩy cái xung nhịp nó kéo dài ra đấy, dài ra, nó giống như một người, giống như đóng vai trò một người đứng gần cái ổ điện tắt mở. Nếu ví dụ điện yếu thì sẽ tắt, thời gian tắt sẽ là lâu hơn, còn điện đủ thì thời gian tắt nhanh hơn. Thì đó là cái dao động của cái nguồn dung. Nguồn dung thì ưu điểm là điện yếu cũng chạy được và điện khỏe chạy được, tiêu hao điện áp ít hơn. Nhưng nguồn biến áp thì là điện yếu sẽ chạy không tốt lắm, nhưng mà độ bền cao hơn, điện áp tổn hao trên biến áp nhiều hơn. Thì mỗi một nguồn nó đều có những ưu điểm và nhược điểm. Tóm lại, mục đích cái bộ nguồn nó không quan trọng, nguồn dung hay nguồn biến áp cũng đều đưa ra một mức điện áp giống nhau, đưa vào bo mạch. Thì đây chính là dòng máy vang cơ, vang cơ lai số là DBX loại 1, có tên là DBS 228 Flut. Thì dòng này nó là đây, tất cả thông số mền xanh và đều có dòng chữ DBS 228 Flut AB. Nhìn kỹ nhá. Và dòng này nó sử dụng IC, IC cho cặp tiếng trộn, IC trộn nhá. IC trộn là con IC. Mình nhìn đây. Là TM, họ TM. T662M0001A. Và sử dụng một con IC tạo vang nhại là dây ban 74HC14AB. Thì dòng này nó giữa có IC trộn tạo vang và IC nhại kết hợp với nhau, dòng này cực xuất sắc, cực xuất sắc. Bởi vì em làm, em sửa chữa biết là cặp này nó bao giờ cái tiếng ca rất là hay. Và hoàn toàn cái dòng này sử dụng tất cả gọi IC là 4558, chạy điện áp âm dương âm 15V và dương 15V. Thì dòng này rất là sẵn trên thị trường và sử dụng toàn bộ các điện trở 5 mạch màu, cho nên cái độ sai số nó rất là thấp và chạy các đèn khuếch, đèn thúc rất là thông dụng là S8050 và để xử lý cái đường mic đầu vào thôi nhá, tụ lá. Và các điện trở này là điện trở rất độ nhạy cao và sử dụng hai ổ áp nguồn 7915 là cấp ra nguồn điện áp âm và 7815 là ổ áp điện áp dương. Đây chính là cái bộ ruột của chiếc vang cơ lai số DBX 228N. Hôm nay em về được 30 con đó nhé, về 30 con. Thì phía sau đây sao nó hỗ trợ là hai đường vào, cái dòng này là cắt được cả cốt và hỗ trợ hai khẩu ra, hai khẩu ra bằng ca lông và hỗ trợ hoa sen, tức là hai cái lỗ này, cái lỗ hai lỗ này giống hai lỗ này, có thể âm đi bác dùng hoa sen, đẩy bác dùng ca lông. Đây chỉnh bắt tép và hỗ trợ hai đường mic đằng sau. Thì dòng này em bán rất nhiều rồi và được rất nhiều các anh em đánh giá tương đối tốt đấy mình nhá. Bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại của anh ấy, chiều 0936 583 140.